Rồi trong cái A Tỳ Đàm á, xin thưa là tâm sanh khởi không phải trong một sát na nhé. Nó một cái tâm á, nó trong nhiều sát na. Nó một cái tâm, cái sự tồn tại của một tâm á, nó tồn tại trong nhiều sát na. Tùy cái tâm đó là tâm biết cảnh nhỏ hay tâm biết cảnh lớn, mà cái thời gian tồn tại của một cái tâm á, nó khác nhau. Đương nhiên nó rất là ngắn thôi. Nó giống như á, thì nó giống như mà đối với chúng ta đó, khi mà ăn cơm á, mà đói bụng á, thì ăn một hộp cơm với ăn 10 hộp cơm nó không khác gì nhau hết trơn. Nhưng mà về mặt khoa học, một hộp là một hộp, mà 10 hộp là 10 hộp, hai cái nó khác nhau à. Hoặc là như chúng ta nói cái giọt nước á, nó ít quá cho nên là một giọt với 10 giọt chúng ta không phân biệt được. Tuy nhiên nếu mà nói về cái mặt khoa học á, là một giọt là một giọt, mà 10 giọt là 10 giọt, nó khác nhau chứ không có giống nhau. Cho nên cái tâm nó tồn tại trong nhiều sát na chứ không phải tồn tại trong một sát na ha. Thì khi mà chúng ta học bài đó, thậm chí như sư nói, khi mắt chúng ta bắt cảnh á, tâm nó sanh diệt liên tục, tâm sanh diệt liên tục. Có khi chúng ta vừa mới mở mắt ra, chúng ta nhắm mắt lại liền thì là một loạt cái tâm nhãn thức nó sanh lên rồi, chứ không phải là chỉ có một tâm nhãn thức, hai tâm nhãn thức, không phải, một loạt tâm nhãn thức sanh lên, nó nhiều lắm thưa quý vị đó. Rồi khi mà chúng ta học bài đó, thì cái loạt tâm mà chúng ta học á, cái loạt tâm nó kéo dài liên tục, nó kéo dài liên tục, và chúng ta gọi nó là cái gì, gọi nó là cái cận y duyên. Cái cận y duyên nó là nhân, và cái nhân của cái việc chúng ta học đó, nó sẽ cho cái quả là chúng ta thuộc bài. Nên có là cái cận y duyên, cái cận y duyên là cái nhân liên tục. Ta gần gũi với lại cái chuyện mà chúng ta học bài đó, hoặc là nó còn có thể nói là cái gọi là cái vô gián duyên, có nghĩa là cái sự hỗ trợ bằng cách là có mặt liên tục, không có đứt đoạn. Có nghĩa là chúng ta học bài một cách liên tục đó, không có đứt đoạn, cái sự hỗ trợ một cách liên tục như thế, nó giúp nó làm cái duyên, nó làm cái duyên quan trọng cho khi chúng ta cần nhớ lại thì nó sẽ cho cái quả để chúng ta có thể nhớ. Nhân quả nó vận hành theo cách đó, chứ nó không có một cái kho chứa nào hết trơn. Nó giống như sư nói, khi mà quý vị gieo một cái hạt xoài xuống dưới đất, cho tới lúc mà nó trổ ra những cái trái xoài ở trên, rồi chúng ta trồng trọt bón phân ha, rồi nó trổ ra những, nó lên cái cây xoài, rồi cho tới bao nhiêu năm nó cho ra những cái trái xoài, thì sư xin hỏi quý vị đó, ở đâu ra cái chỗ nào cái trái xoài đó, những cái trái xoài đó đó nó chứa ở đâu trong cái hạt xoài khi mà chúng ta vừa mới trồng ở dưới đất, làm gì có. Hoặc là khi mà cái cây nó vừa mới nhú mầm lên thì những cái hạt xoài mà sau này nó sẽ có đó, nó trốn ở đâu trong đó, nó trốn ở đâu trong đó, nó không có. Nhân duyên khi đến thời điểm tự nó sẽ cho quả nè, chứ nó không cần chỗ chứa. Mà chính nhờ cái duyên mà chúng ta học liên tục đó, thì khi đến cái thời điểm mà chúng ta cần nó nhớ lại, thì cái lúc mà chúng ta cần nhớ lại là cái nhân, cái duyên đó nó cho quả, là cái quả dị thục của cái việc mà chúng ta đã học hồi xưa đó, học hồi trước đó, nó cho cái quả là bây giờ chúng ta có thể nói lại vanh vách là chúng ta vừa mới học cái gì ha. Thì nếu mà quý vị hỏi là cái chuyện mà mình học kinh học cho thuộc á, thì nó có phải là gây ra tập quán nghiệp hay không, thì đúng là như thế. Cái cận y duyên mà chúng nó liên tục, mà nó thường để nó trở thành một cái thói quen á, thì nó trở thành là cái thường cận y duyên. Mà khi mà nó trở thành cái thói quen rồi đó, thì nó thành cái tập quán nghiệp. Cho nên có những người mà họ thường xuyên học hỏi, thường xuyên học kinh tạng,
thì đời sau kiếp khác nếu như mà còn gặp gặp lại chánh pháp á, cái chuyện học của họ rất là nhanh đó. Thì do cái thường cận y duyên của họ. Nhưng mà nhớ, để mà thành một cái thường cận y duyên á, là chúng ta phải làm một cái gì đó, cái duyên đó nó phải thành một cái thói quen của chúng ta. Ví dụ như mở mắt ra là cầm quyển kinh, cầm xuống như vậy đó, mà thí dụ như mà thấy tay nó trống trống là thay vì mình mò cái điện thoại là cái này mò cuốn kinh, cầm cuốn kinh hở hở mà nó rảnh tí xíu mà không biết làm gì, là như cái chuyện mà mình nghĩ tới cái cuốn kinh, thì cái cuốn kinh khi đó nó mới trở thành cái thường cận y duyên của quý vị. Còn quý vị mà hở ra một tí xíu, buồn tí xíu là cầm cái điện thoại lên đó, tối trước khi ngủ cái vật cuối cùng quý vị để xuống là cái điện thoại, sáng thức dậy cái vật đầu tiên mà mình cầm lên là cái điện thoại, thì cái điện thoại nó là cái thường cận y duyên của mình, thì chính nó cũng sẽ trở thành cái tập quán nghiệp đấy. Và nói không chừng tới hồi mà mình sắp chết á, mình nhớ cái gì, mình nhớ cái điện thoại ha.